nó luôn luôn quét thanh khoản, quét SL ở những vùng key level. Cho nên là gì? Đây là một cái điều rất là quan trọng dành cho chúng ta. Khi mà giá nó gần hồi về đây này, đó, gần hồi về key level thôi. Sau đó nó sideways tích lũy, đó, sau đó nó phá vỡ giá. Thì đây là một trong những trường hợp mà gì mà có rất nhiều người sẽ buy đây, bởi vì sao? Nó gần hồi về cái vùng key level, sau đó nó phá vỡ và sau đó nó sập xuống đây. Đó. Để nó quét hết thanh khoản ở cái đống này, sau đó nó mới lên. Đây cũng là một mô hình rất hay xảy ra dành cho tất cả mọi người. Cho nên chúng ta cần phải lưu ý những cái cú quét SL này. Vậy chung quy lại trong cái hệ thống này, trong cái hệ thống mà mình muốn chia sẻ với mọi người đó là gì? Chúng ta đi theo dòng tiền thông minh có nghĩa là gì? Tìm kiếm những khu vực nào mà thị trường nó cho chúng ta sự thanh khoản. Ví dụ đây là một thị trường thanh khoản này, một vùng giá sideways, đúng không? Là cho chúng ta sự thanh khoản ở trong đây. Sau đó nó quét thanh khoản, quét thanh khoản đó. Sau đó nó mới gì? Nó mới đi tiếp tục. Vậy chúng ta sẽ tìm kiếm tất cả những mô hình sideways, sau đó nó quét thanh khoản, sau đó chúng ta mới tìm kiếm điểm giao dịch. Và đây cũng là một trong cái hệ thống đi theo dòng tiền thông minh cực kỳ hay ở trong thị trường này.